Bên Kim Anh còn có viên uống mọc tóc nha. Viên uống mọc tóc này thì thôi xuất sắc luôn. Rất là nhiều người mê cái viên uống mọc tóc này. Tại vì chỉ cần uống khoảng chừng 3 hộp trở lên thì tóc mình giảm rụng rõ rệt. Mà nó làm em nó giảm rụng rõ rệt luôn. Mà khi giảm rụng như vậy xong rồi đó thì các bạn, tất cả cả nhà mình đó, các chị em mình cố gắng kiên trì dùng cái viên uống này thường xuyên để nó mọc tóc con, nó nuôi lớn cái nang tóc của mình lên, nó hỗ trợ cải thiện tình trạng mà gãy rụng nè, xơ vữa nè, xơ xơ cái tóc ra đó. Và cái nang tóc của mình đó, khi mà mình ăn uống không đủ chất thì nó không đủ để nó nuôi tóc, nuôi chân mày, nuôi móng của mình. Nói chung là nó không đủ để nó chia ra, chia nhỏ ra để nuôi da, nuôi rất là nhiều thứ trên cơ thể mình, hàng ngàn tế bào. Thì vì vậy cho nên cả nhà mình phải bổ sung cái viên tóc này vào để cho nó nuôi riêng về cái nang tóc của mình. Thì từ ngày mà Kim Anh uống cái viên 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 tóc này được sản xuất tại Pháp nha cả nhà, được tại tại sản xuất tại Pháp nè cả nhà nè. Thì khi Kim Anh uống cái này á thì Kim Anh cảm thấy là cái tóc của mình nó giảm rụng rõ rệt luôn. Tại nhiều khi mình đi ăn, mình đi uống, mình đâu có để ý là à món nào tốt cho tóc, món nào tốt cho móng. Mình cứ ăn thì mình ăn để cho no, để cho nó trải qua cái cuộc sống của mình thôi. Nhưng mà sau đó, nếu mà anh Trần ơi, nếu mà sinh em bé thì các bạn là dứt sữa bé thì hãy uống nha. Bên nhà phân phối của Kim Anh có rất là nhiều bạn mới sanh em bé nhưng mà lại đang cho bé bú nên không uống được. Trời ơi, cầm cái hộp này mà buồn luôn á. Tại vì sao? Tại vì cái giá 350 một cây son ạ. Nguyễn Dung 350 một cây son, Kim Anh không bán lẻ. Cả nhà mình vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên mua ủng hộ Kim Anh nha. Các bạn mua của nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên tức là đang ủng hộ cho Kim Anh rồi. Tại vì Kim Anh chỉ sản xuất thôi. Dạ. Cả nhà mình khi mà uống cái này đó, lưu ý giùm Kim Anh là tóc của mình rụng từ 100 cộng trở xuống đó là thay tóc bình thường. Con người mình ai cũng sẽ thay tóc để nó mọc tóc mới hết. Nhưng mà nếu mà rụng từ 100 cộng trở lên là quá nhiều và đó gọi là bệnh lý. Và khi bệnh lý rồi thì các bạn nên uống cái này để mà nó nuôi dưỡng cái nang tóc của mình nó to ra, để nó giữ cái tóc của mình nó chắc khỏe và nó mọc tóc nữa nha cả nhà. Nó được chiết xuất từ cây tầm ma và cỏ đuôi ngựa, nó giúp nuôi dưỡng cũng như rất là nhiều dưỡng chất khác. Giá của nó là 650 một hộp nha cả nhà, sản xuất tại Pháp nha chứ không phải là ở Việt Nam nha cả nhà, sản xuất tại nước Pháp. Và cả nhà mình nếu mà thương, yêu thương Kim Anh thì ủng hộ cho Kim Anh nha. Yêu thương thì mua hàng ủng hộ cho Kim Anh qua các kênh đại lý, nhà phân phối. Tại vì Kim Anh thì Kim Anh không bán lẻ. Ồ, nước rửa phụ khoa hả Dung Đoàn? Cái chai nước rửa phụ khoa chạy vô lấy, chị mới khui cho mới đó. Mình muốn mua nước rửa phụ khoa mà không biết Đức Hòa Long An có nhà phân phối không. Đức Hòa Long An có nha Dung Đoàn ơi.